À, bên đây là Phụng Sơn Tự. À, buổi tối thì có những xe bán bánh chưng, bánh giò. Xin chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Sài Gòn tối hôm nay ngày 4 tháng 4 năm 2022 và chúc mừng anh chị và các bạn đó là vào độ Đề Thám và Cô Giang. Bên cánh phải chúng ta có số nhà 57A Cô Giang, bán há cảo, đồng hay ăn rất là ngon, bán rất là đông. Và tối hôm nay thì chúc mừng anh chị và các bạn chúng ta sẽ đạp xe lòng vòng ở quận 1 này. Chúng ta sẽ xuất phát từ khu chợ Cô Giang, mình sẽ đi ra Nguyễn Công Trứ, đi vòng ở khu rạp K2 ngày xưa. Đối với con đường Nguyễn Công Trứ thì nó được mệnh danh là con phố, nó được ví như là phố Von ở hải ngoại vậy đó. Tại vì ở đây thì có rất nhiều cái văn phòng, rất nhiều sàn chứng khoán. Chúng ta vừa đi qua rạp Lạc Hồng ở trên đường Cô Giang, đi một vòng để mình thấy cuộc sống của người dân về đêm như thế nào ha. Buổi tối thì ta thấy những hàng quán ăn uống. Đây quán cơm tấm nè, ngay chỗ số 22 Cô Giang, Phước Thành, ở nhà Phước Thành, số 24. Đây có những hẻm đi vô khu chợ Cầu Muối. Đây là khu chợ Cầu Muối ngày xưa. Do tối nay thì sợ là trời mưa nên thành ra đạp xe, chứ thôi là mình đi bộ dễ xem hơn. Bữa giờ đi bộ cũng nhiều nên ra đi bộ cho nó thoải mái, nhưng mà hôm nay tại trời mưa, sợ hồi nữa mưa chạy về không kịp. Chúng ta quẹo qua khu chợ Cầu Muối nè, thẳng hướng này là ra đường Bến Trương Dương, dòng kênh Bến Nghé. Cũng là con rạch Tàu Hủ đi đến Bình Tân luôn. Đây chúng ta quẹo trái nha, quẹo trái dưới gầm cầu. Qua bên kia là khu chợ trái. Ôi cha, trời mưa nhẹ nhẹ rồi, sợ hồi nữa mắc mưa. Phía trước chúng ta đó là cái nhà của công ty dịch vụ công ích tổ vệ sinh. Không biết ngày xưa đây là số mấy, nhưng mà ngày nay là nằm ở địa chỉ Võ Văn Kiệt. Rồi chúng ta sẽ quẹo trái nha. Ban ngày ở đây bán khô, bán bánh tráng trộn. Vô đây là khu chợ trái. Mình sẽ quẹo qua đây, đi con đường Nguyễn Công Trứ. Lâu quá không quay lại con đường Nguyễn Công Trứ. Đối với những hình ảnh của con đường Nguyễn Công Trứ ngày xưa thì ở cái thời của cô chú anh chị ngày xưa thì nó rất là vắng, còn cái thời của Vinh Lâm TV thì nó khác rồi. Ngay đây là số 40-42 Nguyễn Thái Học, ngày nay là cửa hàng Vít Xăng nè, cửa hàng thịt heo Vít Xăng. Sau cơn đại dịch thì có nhiều công ty, nhiều cửa hàng cũng thay đổi. Đối với đoạn này thì cũng có nhiều quán ăn,
đi lên tới chút xíu nữa có trường Dệt Xin, có rạp Á Châu nằm trên con đường Dệt Xin nè. Không biết em nhớ tên rạp có đúng hay không, nếu mà có gì đó nó sai sai của chú anh chị nhắc nhở dùm. Là nhiều khi thông tin ngày xưa và ngày nay nhiều khi mình không có trải qua đó. Đây ngay góc Nguyễn Công Trứ và Dệt Xin, cái rạp ngày xưa ngày nay là cái building mới vừa xây lên, rất là cao. Đi ra đây là khu đầu chợ trái, và bên đây là vẫn là hình ảnh của chợ dân sinh, một ngôi chợ bán rất là nhiều đồ, bán rất là nhiều đồ quần áo, đồ lính cũng có, đồ điện, đồ bảo hộ, rất là nhiều. Wow, mưa tá. Ôi cha, ôi lỡ rồi đi chạy một đoạn nữa rồi quay về luôn. Tự nhiên giờ mưa ta. Bên đây là Phụng Sơn Tự. Buổi tối thì có những xe bán bánh chưng bánh giò, chưng gai bánh giò, bánh chưng bánh giò. Những cô chú ở ngoài các tỉnh miền Trung họ vô đây họ bán. Chỉ có một loại bánh đó thôi, đặc sản miền Trung thôi. Bánh chưng bánh giò, chưng gai bánh giò. Ngay là vừa đi qua rồi, tại vì mưa quá nó lỡ tới đây rồi. Có quán mì 70 ký con, mì cá cũng rất là ngon. Hôm nay định đi vòng vòng quay vài clip ở khu hẻm cá hấp gửi anh David, nhưng mà do là mưa quá tự nhiên giờ đổ mưa bể kế hoạch, bể show. Nhiều khi đâu phải nghệ sĩ mới bể show, YouTuber cũng bể show. Đây chúng ta tới đây là giao lộ Camet nè. Con đường Nguyễn Công Trứ thì nó cũng không có dài lắm, nói liền từ cầu Ông Lãnh đi ra khu ngân hàng, khu ngân khố ngày xưa rất nhiều ngân hàng, và đi qua rất nhiều những sàn chứng khoán. Ta thấy ở đây có một dãy bán rất nhiều đồ ăn, đây bán sủi cảo, mì sườn, tới quán cơm, quán cơm mấy anh em, cơm chiên Dương Châu, cơm Thá Xíu. Rồi bên kia là quán bột chiên, món cơm chiên Bé Tám. Đi tới chút nữa thì có bánh ướt A Phò. Bánh ướt A Phò ở đây, bên cánh phải đây. Bà A Phò thì bây giờ không còn nữa, sau đợt Covid vừa qua đó. Bánh ướt A Phò ở số 221 Nguyễn Công Trứ. Mấy lúc trước mua thì anh bán này nói A Phò bây giờ chỉ ở nhà làm nước mắm thôi vì sức khỏe yếu, nhưng mà sau này thì lại nghe là bà không còn. Một thương hiệu bây giờ để lại cho anh quán xuyến ngay góc Phố Đức Chính, có quán cà phê Latinat. Quẹo trái Phố Đức Chính thì có trường Khai Minh, trường Khai Minh ngày xưa và ngày nay cũng là tên Khai Minh luôn. Và mưa rồi, trời lỡ tới đây rồi. Ta thấy mưa. Ngay góc Phố Đức Chính với lại Nguyễn Công Trứ này có nhiều quán lẩu dê lắm. Đặc biệt quán lẩu dê Tư Diệp rất là đông. Hôm nay mưa trời lạnh lạnh này kêu cái lẩu dê là đúng đúng bài luôn.
Bên trái chúng ta đó là khu ngân hàng, tòa nhà TNC Holding, và phía bên phải là thượng nghị viện, thượng viện. Ngày nay cũng là sàn chứng khoán nè. Bên đây là số 164 Phó Đức Chính. Ủa, 164 Nguyễn Công Trứ. 164, 166, 168. Đó, ngày nay là cái building văn phòng cho thuê. Ở đây có quán Chúc Chúc. Chúc Chúc cà phê trà kem. Rồi bây giờ cũng nghỉ. Kế bên đây là hẻm 158. Một dãy phố rất là đẹp, nhưng mà ngày nay thì không có còn đồng bộ nữa. Vô hẻm này là vô hẻm cùng. Tại em cũng có người quen, người thân ở trong hẻm 158 này. Với lại lúc trước cũng có đi vô đây để đi tìm hỏi thăm thông tin người thân của cô chú anh chị nè. Nhưng mà tình cờ phát hiện là hai vài người thân cũng đi xuất ngoại mà không biết. Bên cánh phải là phía sau, theo lời chia sẻ của cô chú anh chị thì phía sau sàn chứng khoán ở mặt trước, mặt sau này là cái rạp ca thai. Nhưng mà do là ở cái thời của Vinh Lâm TV thì những cái rạp nó không còn, nên thành ra bây giờ muốn nhìn lại những hình ảnh đó thì cũng hơi là khó. Nếu mà thông tin gì đó nó sai sót thì cô chú anh chị chia sẻ thêm ha. Bên đây là số 148, 146. Đây có cái nhà rất là xưa luôn nè, có cái hẻm nhỏ nhỏ. Rồi xe này che lại rồi. Kế đến là ngân hàng của công ty chứng khoán BSC. Ở phía trước là giao lộ Công Lý, Công Lý với lại Nguyễn Công Trứ. Ta nhìn lại cái trung tâm giao dịch chứng khoán, có mặt tiền là con đường Võ Văn Kiệt, và mặt sau là con đường Nguyễn Công Trứ. Trời cũng đỡ mưa rồi. Trời mưa cái là coi như là hàng quán ăn uống vắng liền, người ta ít đi á. Bên này là khu nhà 112. Rồi đối diện khu nhà là công ty vàng bạc đá quý SJC. Nơi này cũng rất là quen thuộc với chú Sim nè. Chú Sim sinh ra và lớn lên ở một khu rất là nổi bật, khu trung tâm Sài Gòn. Không phải ai cũng rành ở khu này. Đây bên đây hẻm 100 nè. Hẻm 100 thì lúc trước em cũng có đi vô hẻm 100 lòng vòng ở trong đó. Hẻm cũng nhỏ và hẻm rất là ngoằn ngoèo. Trước cũng đi tìm, đi hỏi thăm người thân đó. Buổi tối ở Sài Gòn thì có người đi chơi, có người đi ăn, có người đi buôn bán. Ở đây chú bán hộp gà nướng nè. Bên đây là gốc Baxter với lại Nguyễn Công Trứ. Bên trái là ngân hàng Á Châu. Lúc trước cũng đi bộ vòng vòng đi ra đây. Hôm nay thì mình đi trong một cái không khí chiều mưa. Lúc nãy thì định là mát rồi, nhưng mà không ngờ ngoài dự kiến luôn.
mát hơn, mát không tưởng. Ở bên đây là công ty chứng khoán Ngân hàng Đông Á nè, họ rất là nhiều công ty chứng khoán. Bởi nhiều khi có hôm trước có đặt cái tiêu đề Phố Wall Việt Nam có nhiều cô chú anh chị cười, nói cho vui, ví cho vui thôi chứ sao mà bằng ở các đất nước hải ngoại được. Thì so với các con đường khác, các trung tâm của các khu khác thì không có nơi nào nhiều công ty chứng khoán bằng con đường Nguyễn Công Trứ, nên mình đặt vậy thôi, nhiều hơn cái không có thôi. Chứ so với các đất nước lớn hơn thì sao mà so được. Đây là con đường Hồ Tôn Thất Đạm, thẳng ra cầu Móng nè, bên phải là khu Ngân Khố nè, Ngân hàng Quốc gia nè. Rồi mình đi vòng qua khu đại sứ Mỹ ngày xưa, đại sứ quán. Mà lúc trước em cũng có thắc mắc, thì nhờ thông tin của cô chú, trong đó có chú Jim chia sẻ là khu này. Lại có coi cái phim Biệt Động Sài Gòn, rồi mới thắc mắc là sao ở đại sứ quán ở ở Lê Duẩn mà sao ở đây nữa. Bây giờ là cái quán bar này, một cái tông màu bê tông, tông màu xi măng đó. Hôm nay nghỉ rồi hả? Ủa? Không biết nay nghỉ hay là đóng cửa hoạt động bên trong nữa. Chắc là nghỉ quá. Đóng cửa thì mình không nhìn thấy bên trong, mà bên ngoài thì nhìn thấy. Đó, trời mưa xong là nhìn thấy đường phố sắp đẹp liền. Nó có một cái ánh, nó có một cái sắc màu nó khác với bình thường, đủ màu hết, xanh đỏ tím vàng luôn á, do nó dội cái ánh đèn xuống đường đó. Nên mình nhìn khác. Ở bên đây là ngân hàng Việt Tinh Băng, ở khu đường Hàm Nghi. Ở khu đường Hàm Nghi là khu đường có rất nhiều ngân hàng. Ở bên kia là nhà hàng Động Phát ngày xưa nè, và ngày nay là khu chung cư. Bên kia là chợ cũ, ngân hàng Động Phát, nhà hàng Động Phát đây. Đó, khu chợ, chợ cũ về đêm, chợ cũ về đêm sau cơn mưa. Cũng nhờ đi giữa chừng mưa rồi lại hết, nếu mà bỏ cuộc thì đâu có thấy được những hình ảnh sau cơn mưa Sài Gòn nó như thế nào. Đây là con đường Hàm Nghi, phía bên cánh phải thì có tiệm bán bánh Phương Hà 2. Đó, rồi tao vòng qua con đường ở bên đây nè. Đây là con đường Hồ Tùng Mậu. Đó, phía bên kia là ngân hàng, theo lời chia sẻ của cô chú anh chị, ngân hàng Pháp Hoa. Pháp Hoa. Ở đây trường đại học, trường đại học ngân hàng. Và đây là con đường Hồ Tùng Mậu đi thẳng ra bến Trương Dương, con đường đất của ngày xưa, với nhiều cái hình ảnh của ghe thuyền nổi trên sông. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi ha, không còn hình ảnh đó nữa.
ngày xưa một mạc bấy nhiêu thì bây giờ thay đổi hiện đại bấy nhiêu ha. Dòng kênh đậu hũ ngày xưa thì bây giờ nó cũng đỡ hơn rồi, trong hơn rồi. Tàu hũ với đậu hũ chắc chắc cùng cũng thứ à. Ở đoạn này nước trong, còn ở đoạn quận 6 đồ á thì nó mới đục, nó mới nhiều đậu hũ. Chúng ta ra đây là khu bến Trương Dương nè. Đầu đường bến Trương Dương, con đường đất của ngày xưa. Đi thì để cho biết ngày xưa và ngày nay, thông qua những hình ảnh cũng như những lời chia sẻ, những tư liệu của chú anh chị gửi thôi. Chứ nhiều khi đi ngang thôi, chứ nhiều khi cũng không biết ngày xưa nó như thế nào. Coi như đây là những cái video cập nhật những hình ảnh ngày hôm nay, và thông qua những cái lời chia sẻ của cô chú anh chị thì nó làm nổi bật lên cái hình ảnh của ngày xưa, để nhiều bạn trẻ khi mà xem thì cũng hiểu được Sài Gòn xưa và nay nó như thế nào ha. Rồi thôi, video clip ngày hôm nay dạo một vòng ở đây, gửi bà con cô bác, gửi cô chú anh chị và các bạn để mình thấy được cái khung cảnh lòng vòng con đường Nguyễn Công Trứ, đi ra rạp K2 rồi đại sứ quán Mỹ ngày xưa, ra bến Trương Dương, nhớ những hình ảnh ngày xưa, gợi lên một chút ký ức gì đó. Trong cái thời buổi dịch bệnh thì ở nhà hồi tưởng lại, nghĩ lại sau cơn đại dịch thì về Việt Nam chơi. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại một lần nữa. Chúc quý anh chị lúc nào cũng an lành, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.